không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tập 9. Chú Trung. Chú Trung. Chú Trung, tôi có chút chuyện hỏi chú. Đợi chút, tôi bị đau bụng, tôi đi toilet một chút nha. Các anh ra ngoài đi. Chú Trung, tôi thật sự rất đau bụng mà. Có chuyện gì để sau rồi nói đi. Vì công ty Linh Sàn, các chú đã nói với luật sư hay chưa? Chuyện này tôi đâu có biết. Đừng nói là chú không biết. Ba tôi có tìm luật sư hay không? Lên sàn là chuyện lớn, ông Hoàng tìm luật sư là chuyện bình thường thôi mà. Người tôi muốn nói là tìm luật sư riêng, luật sư họ Diệp đó. Càng ngày càng đau rồi, không nói tiếp được rồi. Nghe nói ở đây mới đổi đầu bếp làm điểm tâm nổi tiếng của Quảng Đông. Tôi gọi người nhà tới ăn thử. Cảm ơn sự ủng hộ của ông. Có gì ngon giới thiệu giùm em. Bào ngư xíu mại hôm nay ngon lắm, ông dùng thử đi, là món này nè. Ra ngoài. Dạ. Ủa, Dĩ Tiến, đúng lúc quá, ngồi uống trà đi con. Ba đã chia cổ phần cho người bên đó có phải không? Lan Lan, chỉ cho Lan Lan thôi. Lan Lan là con của ba phải cho nó chứ. Nó có tư cách hay sao? Cái gì mà có tư cách hay không, đó là con ruột của ba thích thì chia cho nó một ít. Mấy chục năm nay, là ai đã chịu được gian khổ ở bên ba để dàn xương trình từ một tiệm nhỏ trở thành một tập đoàn lớn chứ? Là người phụ nữ đó sao? Là má? Là ai đã cứu dàn xương trình từ dưới vực lên, còn xin lợi gấp mấy lần nữa chứ? Là con nè. Dàn Xương Thịnh không chỉ có một mình ba đổ máu và mồ hôi đâu, thưa ông chủ lớn, cả nhà mình đều có phần. Bây giờ ba không nói một tiếng đem cổ phần chia cho người khác, ba đối xử với má như vậy thật là không công bằng. Thậm chí đối xử với hai đứa em của con cũng không công bằng chút nào. Cổ phần đó là của ba mà, ba chia cho nó là việc nó làm. Ba quyết định làm như vậy sao? Được, hủy bỏ kế hoạch lên sàn luôn. Cho dù con hủy bỏ kế hoạch lên sàn, ba cũng chia cho nó. Sao con nói nhiều như vậy mà ba vẫn không hiểu chứ? Con không muốn nói chuyện với ba nữa. Trời, cái thằng này làm đứng chút chuyện cho công ty thì ngạo mạn vậy, không coi cha mình ra gì. Má, bà ngoại dị lắm. Không phải con có hẹn sao? Dạ phải. Vậy con đi trước đi, chúng ta hôm khác uống trà cũng được. Con đi trước. Dạ má, con đi ra ngoài. Bye bye. Ba, hồi nãy ba nói chia cổ phần cho con hồ ly tinh đó không phải chứ? Chỉ là cho Lan Lan thôi, không biết sao nó nổi điên vậy. Thôi uống trà ngồi đi. Cái gì chứ, ba nói rõ ràng đi. Đừng nói nhiều nữa, đỡ bà ngoại ngồi xuống trước đi. Con má, cẩn thận. Cẩn thận ngoại. Chồng con làm việc ở gần đây phải không? Kêu nó qua uống trà chung luôn đi. Mắc tin hẹn khách ăn cơm trưa rồi. Làm gì vậy? Rõ ràng chúng ta đều nghe thấy rồi mà. Má à, khó khăn lắm cả nhà mình mới cùng ra uống trà. Má để con thoải mái một chút đi, được không má? Phải không, phục vụ ơi, đem thực đơn lên đây. Dạ. Uống trà đi. Quý khách muốn kêu gì đặc biệt không? Để món gì ngon nhất bắt chất ra đây đi. Trần Nhất Trung. Chú đừng chạy. Trần Nhất Trung, chú đứng lại cho tôi. Đi toilet. Chú đừng chạy. Nhìn cái gì? Ra ngoài hết cho tôi đi. Nhanh lên. Nè, tưởng trốn trong đó xong chuyện hả? Ra đây cho tôi. Cô ba, bụng tôi nó đau lắm, có chuyện gì để nói sau đi. Chú nói tôi biết đi, người đàn bà đó đang sống ở đâu vậy? Người đàn bà nào? Dương Tú Bình, chú nói mau đi. Sao mà nói được, ông chủ biết sẽ giết tôi mất à. Cô đừng làm khó tôi mà, hả? Được, trực tiếp đi tìm cô ấy sẽ liên lụy chú phải không? Vậy chú nói tôi biết hôm nay cô ta đi đâu đi, nói đi. Gặp được bà Tám đó trên đường thì không liên quan gì chú rồi. Trời, không những đau bụng mà còn nhức đầu nữa. Chú Trung à, ở đây đâu có ai đâu. Chú nói cho tôi biết, cũng đâu có ai biết là chú nói. Ông Dĩ Lâm tôi nhất định không bạc đãi chú đâu. Tóm lại, ba lì xì lớn cuối năm sẽ có phần của chú, được không? Được, nhưng tôi thật sự không biết mà. Chú không nói phải không? Không biết làm sao mà nói chứ. Ây da, đau quá. Trần Nhất Trung, chú giỏi lắm. Sao tôi ngu dữ vậy chứ?
Cô ba muốn tìm gì vậy? Có cần giúp không? Không có việc của cô đi làm việc đi. Ờ. Trà, làm gì vậy? Sao cô làm lộn xộn bà của tôi vậy hả? Sao chú lại ra nông nổi này? Ê, trời ơi, đừng nhắc nữa. Lúc nãy cô ba lục đồ của chú đó. Lục đồ của tôi à? Ê, trời. Cuốn sổ ghi chép của tôi đâu? Cô ấy lấy đi rồi. Trời ơi, tiêu rồi. Mà bật máy đi. Quý khách đang kết nối với số 987. Tôi có việc phải đi trước đây. Được. Ây da. Không phải chứ. Lúc nãy đau bụng dạ. Bây giờ sao lại đau bụng thiệt rồi chứ. Trời, không được. Mau gọi điện cho ông lớn. Nhưng mà bây giờ ông đang họp rồi sao đây. Chú Trung. Trời. Sao mặt chú xanh xao quá vậy? Có phải chú không khỏe không? Không, sao. Chị của cậu đã lấy đi cuốn sổ của tay của tôi rồi. Tôi nghi ngờ cô ấy đi tìm Tú Bình gây chuyện. Lúc này tôi đột nhiên lại bị đau bụng nữa. Làm phiền hai người giúp tôi. Cứu mạng đi. Nếu không sẽ có án mạng luôn á. Hai vị mời dùng trà. Tại sao không tới thẩm mỹ viện của chúng ta thường tới? Chỗ này đâu có tiện đường mà lại xa nữa. Cindy nói á, nhân viên ở đây làm rất tốt. Phục vụ là số 1 luôn. Lát được bảo đảm má sẽ hài lòng mà. Con nhìn gì vậy? Con có hẹn hả? Không. Con muốn xem nhân viên thẩm mỹ mà Cindy giới thiệu với con á. Má à, má ở đây đợi một lát, con lên lầu tìm cổ nha. Có gì không thưa cô? Không có gì. Rõ ràng cái giờ này đến mắt xa mặt mà. Không lẽ là giả sao? Bà ông bà nghỉ ngơi trước đi. 15 phút sau tôi trở lại giúp bà rửa mặt nha. Ý quên đi. Quên đồ hả? Không phải. Chỉ là lớp mặt nạ không đủ nhiều. Muốn giúp cô đắp thêm thôi mà. Là cô. Suýt bị cô làm ngạt chết rồi. Tôi sức muốn làm cô ngạt chết luôn đó hồi ly tinh. Để cô khoai hai người. Muốn chạy hả? Cô muốn gì? Theo tôi. Nè, cô muốn làm gì? Xuống đây, mau lên. Xuống đây. Dĩ Lâm. Bà ông, im đi. Cô ta không phải bà ông. Cô ta là Dương Tú Bình. Bà ông chỉ có một thôi. Dĩ Lâm à, con làm gì vậy? Quỳ xuống hồi ly tinh. Cô có biết liêm sỉ không vậy? Ở trước mặt người khác tự nhận mình là bà ông. Được. Cô muốn làm vợ bé chứ gì? Làm vợ bé phải rót trà cho vợ lớn uống. Cô uống nước thường của má tôi mới được làm vợ bé. Má, nhổ cho cô uống đi. Đừng vậy mà con. Má à, cái thứ đê tiện này không chỉ cướp chồng của má, còn muốn chia gia tài cướp tiền của chúng ta nữa. Muốn bà tôi chia cổ phần cho cô và đứa con quan sao? Cô đừng có mơ nha. Hôm nay không cho cô bài học, tôi không bắt họ ông. Đừng vậy mà Dĩ Lâm. Chị gia tài với tôi hả? Dĩ Lâm à, đừng mà con. Chị gia tài với tôi hả? Dĩ Lâm, gia tài với tôi hả? Đừng mà. Bình tĩnh. Cô bình tĩnh đi. Tôi còn chưa đánh hồ lý tinh này mà. Thôi đi con. Đừng mà Dĩ Lâm. Nè, muốn chạy hả? Dĩ Lâm à, hồ lý tinh đáng chết không được chạy. Muốn chị gia tài với chúng tôi sao? Dĩ Lâm đừng mà con. Dĩ Lâm chết. Dĩ Lâm à, tôi có sao không? Đây ra đi mà. Tôi không sao. Cô ta muốn chị gia tài với mình đó. Hôm nay dù thế nào còn phải cho cô ta biết phụ nữ nhà họ ông không dễ đụng vào đâu. Rồi chị à, chị à. Dĩ Lâm, con đi đuổi chưa vậy? Thể diện đã bị con làm mất hết rồi đó, biết không? Má, trước giờ má không la con, không đánh con, vậy mà hôm nay vì công ty của bà. Dĩ Lâm, con tự bỏ hội họa để học quản lý, má có thấy không vậy? Má nói con là vì cái gì chứ? Con đi tìm người đàn bà này không phải vì tiền, vì cổ phần. Con cần gì mặt tiền cũng cho con hết. Con làm như vậy là vì má đó. Con muốn giúp má rồi lại công bằng, ra mặt giúp má đó, má có biết không? Má biết con gì má.
là má không phải. Má không nên đánh con. Má ơi. Dị Lâm. Má, chị Ba, đừng khóc nữa mà, chúng ta đi thôi. Đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Đứng dậy trước đi. Tay của cô chắc bị thương rồi, tôi đưa cô đi khám bác sĩ. Cẩn thận nha. Cảm ơn cô nha cô Dạng. Đừng khách sáo. May mà chỉ trật nhẹ, không tổn thương đến xương. Thật ra tôi không hề biết chuyện chia cổ phần. Nếu như tôi biết, nhất định tôi sẽ kêu anh Phần đừng làm như vậy. Còn nữa, mặc dù tôi luôn lẩn tránh, nhưng vẫn làm cho thím của cô không vui, không thực hiện được lời hứa với cô ở bệnh viện hôm đó. Tôi xin lỗi. Tôi hiểu mà. Số phận của tôi sao lại như vậy? Là tôi đê tiện, tôi không biết tự ái. Từ ngày tôi cam tâm tình nguyện làm vợ bé của anh Phần thì đã định sẵn tôi không thể ngẩng đầu lên làm người nữa. Alo. À Thu Bình à, em không sao chứ? Cậu Trung nói Dĩ Lâm đã đi tìm em. Nó không có làm gì em nữa chứ? Em không sao. Không sao thì tốt rồi. Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em. Không cần đâu, em thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. À còn nữa, em thấy lo cho chị Danh lắm. Hay là anh qua đó xem sao đi. Thôi được. Vậy đi nha. Bye bye. Tôi đưa cô về nhà nha. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Hey, Thú Bình. Cô. Sao anh lại đến đây chú? Anh không có yên tâm. Sao rồi? Có đụng trúng đầu không? Không sao mà, chuyện nhỏ thôi. Lần này phải cảm ơn cô Dạng, là cô đưa em tới bệnh viện đó. Bác sĩ nói chị bị trật gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi. Lần này thật cảm ơn con. Đã có chú ở đây, vậy cô đi trước nha. Cô nghỉ ngơi ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Anh Phần à, thật ra lần này em không cần phải nói, cậu Trung đã nói hết mọi chuyện cho anh biết rồi. Cũng là tại con gái anh nó gây chuyện thôi. Anh không có cho nó làm vậy được. Anh phải về dạy dỗ lại. Làm vậy không được đâu. Em không muốn người nhà của anh trở nên bất hòa. Anh đừng làm vậy nha. Anh biết em lòng dạ tốt, em luôn nhịn. Nhưng mà em càng nhịn thì họ lại càng được nước làm tới. Thôi được rồi, sau này em sẽ cẩn thận. Lần này xem như em cầu xin anh bỏ qua đi, được không? Anh biết nên làm sao. Dương Hùng đang ở đâu? Dương Hùng đang ở đâu? Dương Hùng, ra đây đi. Dạ có gì không thưa bà? Thì ra là thằng nhóc này đê tiện. Bà, cậu là tên đàn ông đê tiện, sống nhờ vào em gái còn chưa đủ, còn muốn chia gia tài với chúng tôi nữa. Về nói với em gái cậu, biết điều thì nên dừng tay đúng lúc, nếu không bị trời đánh bây giờ. Bà ơi, bà đừng nóng giận hay làm vậy. Tới văn phòng tôi rồi từ từ nói. Tôi không có gì để nói hết á. Uổng công tôi nghĩ cậu là người thật thà nhất vạn gia, không ngờ cậu cũng về phe với cậu ta nữa, muốn âm mưu cướp gia tài của chúng tôi. Bà ơi bà, có gì từ từ nói nghe. Còn cậu là ai vậy? Dạ con là xưởng trưởng. Xưởng trưởng thì sao chứ, Ngọc Hoàng Đại Đế tôi cũng không sợ. Dù là ông Thịnh Phần ở đây tôi vẫn cứ chửi. Chuyện gì vậy? Anh ông, bà ngoại. Vậy tiên ngoại à, ngoại đừng có khóc mà. Có chuyện gì cứ nói cho con nghe, ngoại biết con nhất định sẽ giúp cho ngoại. Con đuổi việc thứ giả mạo đó đi. Vậy tiên, giúp bà đuổi việc cậu ta.
Được, con nhất định sẽ giúp ngoại. Nhưng mà đây là việc nhà, chúng ta về nhà nói đi được không? Con đưa ngoại về. Anh Long à, chúng ta có cuộc hẹn công ty quảng cáo mở cuộc họp. Được, anh làm giúp tôi đi. Dạ. Nhỏ cũng vậy, mà lớn cũng vậy. Chuyện xấu trong nhà không nên đồn ra ngoài. Vậy mà người nhà mình lại dạch áo cho người xem lưng. Ma nhất thời nóng giận đâu có nghĩ được nhiều đâu. Ma muốn giúp con cho nó bài học thôi. Con cũng muốn đích thân đánh con hồ ly tinh đó chứ. Nhưng mà việc này chẳng hay ho gì. Có câu là chỉ để người biết không nên để người thấy. Bây giờ cả thế giới đều biết con bị giật chồng. Ma nói con còn mặt mũi gì đây? Con gái con điên, má cũng điên, ngay cả con cũng điên theo. Phải rồi, là má không đúng, là má không tốt. Nhiều năm nay á, thằng xấu xa đó ra bên ngoài lăng nhăng, con cũng không có nói dù chỉ nửa câu. Bao nhiêu uất ức đều để ở trong lòng, con tưởng má không đau lòng hay sao? Má, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, càng nghĩ thì càng đau lòng thôi. Người đời bây giờ dễ quên lắm, sẽ mau chóng quên thôi mà. Má đừng để trong lòng nữa. Phải đó, con cho rằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Má với ngoại, hồi nãy hai người đâu có ăn gì. Con nấu hai tô mì cho ngoại với má ăn nè. Ăn đi. Ăn chút đi. Chà, mì em nấu có ăn được không đây? Đừng có để đến nỗi má và bà ngoại nuốt không vô đó. Chà, coi thường em của anh sao? Em có thể hoàn thành bữa ăn sáng Thổ Nhĩ Kỳ hoành tráng, hai tô mì nhỏ này mà làm khó em được sao hả? Nè, nhất định phải thử tay nghề của con trai má và cháu ngoại đi nào. Nếu như ngon thì làm cho anh một tô luôn. À được. Ba. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Ba qua đây. Chúng ta còn có gì để nói nữa? Ông nói vậy là sao hả? Ông làm mặt đó cho tôi coi sao? Tôi còn mặt mũi gì nữa đây? Tôi bị làm cho mất mặt hết rồi. Cả đời của tôi gặp toàn những chuyện xui xẻo vì thương hiệu Giang Sơn Thịnh này thường xuyên là bị thưa kiện. Còn bà đó thì sao chứ? Bà với con gái ra ngoài đường đánh nhau ầm ĩ trước mặt bao nhiêu người. Còn má nữa, má chạy tới công xưởng làm ôm sòm. Tôi còn mặt mũi nào nữa đây hả? Nhìn nè, vậy là ý gì? Nếu như mọi người không hài lòng về tôi thì tôi dọn đi à. Cuối cùng bà đã tìm được cớ để dọn đi rồi. Mọi người nghĩ sao cũng được. Tóm lại trong nhà này không ai quan tâm đến bà nữa. Bà nói gì vậy? Ai không quan tâm tới bà chứ? Tiến à, con nói đi. Cha con ta ngoài bàn bạc về chuyện làm ăn ra, con có quan tâm đến bà không? Khi sức khỏe của bà không tốt, con có hỏi thăm không? Bà có bệnh người già con có biết không? Chỉ lo làm việc không để ý gì tới ba, con hở ra là trách móc ba ra ngoài lăng nhăng. Con nói ba không làm tròn trách nhiệm của người cha, không làm tròn trách nhiệm của người chủ gia đình. Ba cũng đã vất vả quá nhiều rồi. Ba biết con nghĩ ba không ra gì, vậy làm sao ba có thể quản lý tốt công ty và gia đình này nữa chứ? Nếu không phải vì má của con thì ba đã dọn đi lâu rồi. Ba bỏ đi như vậy má con sẽ đau lòng lắm đó. Từ đầu tới cuối má không có làm gì sai hết. Má con không có sai, chỉ là ba có lỗi với bà ấy, có lỗi với tụi con. Vậy được chưa? Ba, con hứa với ba, chỉ cần là ba không bỏ đi, con sẽ tiếp nhận người bên đó, bao gồm cả Dương Hùng. Sau này con sẽ không nói thêm một lời nào nhằm vào họ nữa. Tiếng à, ba cảm ơn lòng tốt của con. Tiếc là quá muộn rồi. Nếu ông đã quyết định như vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều. Má à, tôi không cần cái gì hết.
cũng không yêu cầu ông làm gì cho tôi, chỉ mong ông giữ thể diện cho tôi. Tôi cũng vậy. Ba, má, má à, Lan Lan ngủ rồi hả? Ừ. Cả buổi tối không ăn gì hết. Nè, uống sữa tươi đi. Ờ. Lúc nãy Lan Lan thấy em bị thương, nó cứ khóc hoài. Em có biết anh thấy hai mẹ con của em như vậy thì buồn lắm không? Hôm nay anh còn bị má ông Phần sỉ nhục nữa. Nó anh dựa vào em mới có cơm ăn. Anh là đàn ông mà, anh cũng có lòng tự trọng vậy. Nếu không như vậy thì làm sao đây? Không lẽ bỏ đi? Đi rồi sau này Lan Lan sẽ ra sao? Đã chịu đựng bao năm nay, không lẽ bỏ cuộc vậy à? Anh Vân. Ờ, có chuyện gì vậy? Phải đó, ngồi xuống rồi nói. Tôi dọn đến đây ở, tôi chịu đựng họ đủ rồi. Anh Vân, anh bỏ đi như vậy họ sẽ càng hận em thôi. Phải đó, trước giờ chúng tôi chưa từng muốn anh làm như vậy. Cả con muốn nghe người khác nói là anh bỏ vợ bỏ con. Tôi đâu có bỏ vợ bỏ con. Tôi cũng mấy chục tuổi rồi, tôi không bỏ họ, họ cũng muốn bỏ tôi mà đi. Tóm lại tôi không làm vậy họ sẽ càng làm tới nữa, cậu biết không? Em yên tâm đi, vì cuộc sống yên ổn của chúng ta sau này anh tự có cách. Hả? Ừ? Quốc cựu dởm, chưa bị thái tử đuổi việc sao? Em gái người ta được sủng ái, lại được người chống lưng, muốn đuổi là đuổi được sao? Có điều ăn nhiều cơm nguội rồi sớm muộn gì cũng đau bao tử thôi. Đau bao tử cái gì chứ? Anh ăn không quen, không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu. Người ta cũng ăn nhiều năm rồi đâu có sao. Càng ăn càng thấy ngon, ăn còn nhiều hơn nữa kìa. Nói cũng đúng. Mọi người im hết đi. Ai không muốn sống ngày tháng tốt đẹp chứ? Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, chuyện gì cũng đều có nguyên nhân. Nói thật với lòng, bao nhiêu năm qua anh Hùng đâu phải ngồi không, không làm việc, chỉ dựa vào mối quan hệ để có vị trí này. Tôi dám nói một câu, người chăm chỉ nhất xưởng là anh ấy. Quả nhiên là anh em với nhau, một người nhờ đàn bà mà lên, một người thì nhờ vào bản hiệu mục nát. Anh nói cái gì? Nói sự thật thôi. Nếu không phải nhờ vào bản hiệu mục nát đó, anh có thể ngồi vào ghế giám đốc hay sao? Tôi vào đây làm việc là danh chính ngôn thuận, đã ghi rõ trên hợp đồng. Không phải dựa vào thực lực của mình. Anh còn nói. Nè, tới giờ làm việc rồi còn nhiều chuyện làm gì? Làm việc thôi, làm việc đi. Thôi làm việc, làm việc. Chút ngày cứ tưởng mình giỏi không biết lớn nhỏ vậy, thiệt tình. Cảm ơn anh Lượng. Tôi chỉ bên anh, không có bên người thân. Thật ra anh giỏi vậy, ra ngoài chắc chắn làm nên chuyện lớn. Sao phải ép mình ở đây cho người khác coi thường? Thật ra trước đây tôi từng nói rồi, tuy tôi có nghĩ tới, cũng từng bàn với em của tôi, nhưng mà em tôi nói không đời sẽ được anh Phần. Nếu như tôi bỏ đi như vậy á, giống như không ủng hộ em gái của mình. Tôi không muốn làm em gái tôi khó xử. Thì ra là vậy. Tôi làm anh nhưng không giúp được gì cho nó, chỉ mong có thể ủng hộ nó về tinh thần. Huống hồ tôi làm việc ở công ty này lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có cảm tình. Cũng đúng. Tôi cũng là anh hai, tôi hiểu suy nghĩ của anh. Tóm lại sao cũng được, tôi ủng hộ anh. Tôi biết chứ, anh nhất định ủng hộ cho tôi. Ý tưởng này cũng hay đó, cứ theo kế hoạch mà làm đi. Được. Nhưng em còn một vấn đề, muốn chụp một tấm hình gia đình á, nhất định phải có mặt của ba. Em không biết khi nào ba mới về, gọi điện thì không bắt máy. Cả văn kiện cũng nhờ chú Trung chuyển cho ba coi. Như vậy không phải là cách đâu. Anh không gọi cho ba nữa đâu. Thật ra anh đã nhượng bộ, đồng ý trích cổ phần chia cho bên đó. Nhưng bây giờ tới má, ba cũng mặc kệ. Kêu họ ly hôn đi cho xong, đừng có dây dưa kéo dài nữa. Sau này để anh phụng dưỡng má cho. Anh hai à, phải đi bước này thật sao?
có chuyện gì? Thưa anh ông, cô Ly của bộ phận truyền thông cần gặp. Cho cô ấy vào đi. Bên công ty quảng cáo gọi điện qua, nói ngày mốt muốn chụp hình gia đình anh, xin hỏi giám đốc có vấn đề gì hay không? Cứ hỏi dời lại sao đi. Nếu dời lại có thể sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tuyên truyền. Nhưng mà nếu tôi có cách làm cho chủ tịch đến chụp hình đúng hẹn, anh cảm thấy thế nào? Có chuyện này thiệt sao? Ừ, phải đó. Nếu buổi chụp hình đó không làm được thì gia đình của họ chắc chắn sẽ tan rã. Ông Thịnh Phần có tính phong lưu bà biết từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ lại đi tới bước này. Từng tuổi này còn học người ta ly hôn nữa. Đúng đó. Nhưng mà chú ấy cũng tội nghiệp lắm. Còn sao vậy? Ông ta tội nghiệp hả? Đúng đó. Bà thử nghĩ xem, nói tới thân thế, danh dự, học lực của con cái chúng ta đều thua ông ấy. Nhưng có một điều chúng ta khẳng định thắng ông ta, chính là cả nhà chúng ta đều hòa thuận yên ấm, cha hiền con hiếu, vui vẻ, ông ta hâm mộ cũng không kịp. Nói đúng lắm đó. Đương nhiên rồi. Ba, năm xưa, khi ba giành thương hiệu Vạn Xương Thịnh với chú Phần, ba bị thua. Chú ấy đã cười ba, nhưng mà tới ngày hôm nay, nếu khi ba gặp chú ấy, dùng chuyện này, chọc tức chú ấy, cười chú ấy già còn mất nết, vợ con ly tán, làm trò cười cho thế gian, có được hay không vậy ba? Để ba trút giận. Có được hay không? Tiểu Phú Quý, con thay đổi từ lúc nào vậy? Con chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Trước đây con luôn chủ trương cho ba và chú Phần làm lành mà. Ba hiểu rồi. Là con muốn giúp cho Dĩ Hành. Con muốn lợi dụng ba để ép ông Thịnh Phần giúp con chụp tấm hình quảng cáo gia đình, có phải vậy không? Là bị ba phát hiện rồi. Con và ba sống với nhau hơn 20 năm, sao ba không biết con nghĩ gì được chứ? Nhưng mà dù thế nào, ba nhất định sẽ giúp cho con. Thật sao? Phải rồi. Cảm ơn ba. Không cần cảm ơn. Dù sao ba cũng muốn chọc tức ông ta lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Ba thật muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông ta như thế nào. Chỉ nghĩ tới thôi muốn tức cười rồi. Ôi giời, ôi chà. Nhanh, nhanh lên con, nhanh lên nữa, nhanh lên. Rồi. Mở hai ba trượt xuống nha. Chờ vui không con, vui không? Dạ vui, dạ vui. Ba mệt quá, phải nghỉ một lát à, còn chơi tiếp đi ha. Chơi ngoan nha. Nè, than thở chuyện gì vậy? Có phải thấy không được khỏe không hả? Sao ông tới đây, tới chơi hả? Tôi nhìn mặt của ông thấy tội nghiệp rồi. Tội nghiệp cái gì? Nè, ông đừng có quên nha. Cả nhà ông là nhờ tôi phát lương mới có cơm ăn. Sao tội nghiệp bằng ông? Đúng rồi, chuyện làm ăn thì tôi không bằng ông thiệt. Nhưng mà chuyện dạy dỗ con cái thì tôi làm giỏi hơn ông nhiều. Con cái trong nhà ông bây giờ á, đứa lớn thì coi ông như kẻ thù, không muốn nhìn thấy ông nữa. Còn nói tới đứa nhỏ thì càng thảm hơn. Khi nào mới nuôi được nó lớn chứ? Nói câu khó nghe, tới lúc ông nhắm mắt xuôi tai, nó còn chưa tốt nghiệp trung học nữa. Thử nghĩ coi, có phải ông tội nghiệp lắm không? Là ông. Con cái của tôi thì khác, đứa nào cũng nghe lời, cũng hiếu thảo. Còn nữa, chúng tôi thường hay bị lối xóm phàn nàn, nói nhà chúng tôi tiếng cười nói lớn quá, quấy rầy tới họ. Tôi nghĩ nhà của ông nhất định rất yên tĩnh, bởi vì ông không có một gia đình ấm áp. Nếu không á, ông đâu cần dọn ra ngoài ở. Ông nghĩ, ông già lẩm cẩm nghĩ gì cũng tưởng thiệt. Chuyện gì cũng có nguyên nhân riêng, đâu có thể nói người khác. Có điều, bản thân ông đã làm chuyện sai trái gì, tự ông biết rõ nhất. Hôm nay làm cho vợ con ly tán đều là do một tay ông gây ra thôi. Cái gì mà vợ con ly tán? Sao ông có ý nghĩ xấu vậy? Ông Phần à, ông đừng có cố chối cãi nữa. Nếu cả nhà ông hòa thuận, cha hiền con thảo, thì ông nói đi, tại sao không chịu đi chụp hình toàn gia để làm quảng cáo? Tôi là cổ đông của Vạn Xương Thịnh, tôi kiến nghị ông nên hủy bỏ kế hoạch này đi. Rõ ràng ông đang gặp biến cố gia đình, còn kêu ông chụp hình quảng cáo, có phải nói giỡn không? Biến cố gia đình gì? Cả nhà chúng tôi đang rất yên ấm, ông mà chỉ biết đoán mò. Đừng có ác ý trù ẻo. Ông thiệt giống con vịt nấu chín rồi mà cái mỏ vẫn còn cứng à.
Anh Long à, tới giờ rồi. Ba của anh khi nào mới tới vậy? Ờ, nhanh thôi, đợi thêm một lát nữa đi. Kế khí tướng của tiệm phú quý không biết có còn tác dụng không nữa. Em rất có lòng tin với cô ấy. Ba tới kìa. Ba đúng giờ thật đó. Ba. Muốn chụp thì nhanh đi, tôi bận lắm. Ba, chụp hình thôi. Ba ngồi đây đi. Ngồi đi má. Nè, thân mật một chút, thân mật một chút đi. Gần gần một chút, chụp sẽ đẹp hơn đó ba. Được rồi, chụp được rồi. Được rồi, mọi người nhớ ống kính mỉm cười nha. Cười thật tươi với cảm giác hạnh phúc và ấm cúng được chứ. Má, cười lên đi. Ok rồi, nhưng mà không được ấm cúng cho lắm đâu. Tôi thấy chắc phải chụp thêm một tấm nữa. Không đủ ấm cúng thì lên Photoshop chỉnh sửa lại vậy cũng không biết. Ba, hôm nay đông đủ, cùng ăn cơm nha. Không cần đâu, ba phải đi trước. Ba. Má. Nè, cứ để cho ba má nói chuyện đi. Ông Phần, đừng nói nữa. Tôi sẽ không trở về đâu. Tôi không phải khuyên ông trở về. Phải, Dĩ Lâm và má có hơi lỗ mãng. Tôi mong ông đừng vì chuyện này mà trút giận lên cả nhà. Dù gì tụi nó cũng là con của ông, là người thân nhất của ông. Thật ra suy cho cùng là ông không vui vẻ cởi mở nói chuyện với mọi người. Đột nhiên ông đem cổ phần ra chia cho Dĩ Lan, cho nên mới ra nông nổi này. Cho dù vấn đề xảy ra từ phía nào, truy cứu cũng vô nghĩa. Tôi biết, tôi không có quyền không cho ông đi. Ông muốn gia đình này tan nát thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi chỉ muốn giải quyết cho xong, làm rõ quan hệ của chúng ta. Nếu ông muốn ly hôn, ông tìm luật sư hay là tôi tìm. Doanh à, xưa nay tôi chưa từng nghĩ sẽ đề nghị ly hôn với bà. Nhưng mà hai mẹ con Tú Bình và bé Lan đã theo tôi mấy năm nay rồi. Tôi vẫn chưa cho họ một danh phận chính thức nào hết á. Bây giờ cho họ cái mà họ xứng đáng có để họ yên tâm thôi. Họ đã có được thứ mà họ đáng có rồi mà. Họ đã có ông. Nè bà. Má. Tới tuổi này mà tính ly hôn thật sao? Người và trái tim đều không có ở đây. Không làm vậy thì biết phải làm sao? Nghĩ thoáng chút đi má. Còn có tụi con mà. Tụi con sẽ phụng dưỡng má thật tốt. Nhưng con thật lòng không muốn như vậy. Hay là tìm ba bàn lại đi má. Cũng phải xem ba con có chịu ngồi xuống nói chuyện hay không chứ. Ba. Ba, cơm dọn sẵn rồi. Qua ngồi ăn luôn đi. Ngồi đi ba. Doanh à, tôi phải nói rõ với bà. Tôi chưa từng có ý định và cũng không có ý nghĩ là muốn ly hôn với bà. Tú Bình cũng không có được tôi. Tuy ngày thường tôi không dành thời gian cho bà, nhưng mà tôi vẫn là ông xã của bà, đúng không? Tóm lại là tôi có trách nhiệm hả, chăm sóc bà và các con. Vậy là ý gì đây? Ý là con đói rồi. Muốn bà... về nhà ăn cơm thôi. Con xới cơm cho ba nghe. Các vị đồng nghiệp, hôm nay bà ông đến thăm, còn mua bánh kem mời mọi người ăn nữa. Anh Bách, anh Quý, đem bánh chia cho mọi người đi. Mọi người mau cảm ơn bà ông đi. Cảm ơn bà ông. Tôi nên cảm ơn mọi người mới đúng. Ông lớn thường nói với tôi, nhiều năm nay nếu không có mọi người giúp đỡ cho ổng,
Dạng Xương Thịnh chúng tôi không thể có ngày hôm nay. Trời ơi bà ông, bà đừng nói vậy. Nếu không có ông lớn à, chúng tôi đâu có hôm nay, mọi người nói đúng không? Đúng rồi, quan bánh kẹp đi. Đi. Anh Đỗ à, bên công xưởng. Xin chào bà ông. Cậu là phó giám đốc Dương Hùng hả? Dạ phải. Ông lớn nói cậu làm việc rất tốt, thật vất vả cho cậu. Bà đừng nói vậy, bộ phận của tôi thôi mà. Tôi qua bên đó làm việc nha. Thím à, chúng ta vào phòng ngồi nghe. Bà ông muốn đi xem xung quanh một chút. Dạ được, mời bên này. Làm việc ở đây có quen không? Mới đầu thì chưa quen lắm, bây giờ đã thích nghi được rồi. Anh Tiến muốn con phụ trách dây chuyền sản xuất mới, làm mì sắn dây. Vậy thì tốt. Rắc rối bao nhiêu năm, bây giờ gia đình con cũng đã là cổ đông của Dạng Xương Thịnh. Trước đây có chuyện gì không vui, mọi người cũng đừng để trong lòng. Con hợp tác tốt với Dĩ Tiến như vậy, thím yên tâm lắm. Thím yên tâm, con sẽ làm vậy. Đại Mãn Quán làm việc ở đâu vậy? Là ở trong đó. Mời thím. Bà ông à, phòng thí nghiệm này chuyên phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới. Đại Mãn Quán đang làm mì kìa. Thím Phần, sao thím lại đến đây? Thím đến thăm văn phòng làm việc. Vậy sao? Xem con kìa, đổ nhiều mồ hôi quá. Ôi, là phụ nữ mà phải làm mấy công việc nặng nhọc này, vất vả cho con rồi. Không vất vả đâu, hồi trước có Chàng Ký, không có đồ dùng tốt như vậy, hồi trước vất vả hơn nhiều. Thật ra có chuyện này thím muốn hỏi con lâu rồi. Sao con không chuyên tâm đi học tiếp mà lại học làm mì vậy? Thím cũng biết đó, con vừa mới chào đời thì má qua đời vì sanh khó. Ba con lại ham mê cờ bạc, cờ bạc đến nỗi không cần con nữa. Cũng may còn có cậu chăm sóc con, con cả ngày theo cậu tới trong xưởng, dần dần con cũng thích làm mì luôn. Cha, con đang xem cái gì mà chăm chú vậy? Má. Cho má xem tấm hình này. Xin hỏi bà uống gì? Cà phê, cảm ơn. Dạ được. Má xem tấm hình gia đình này đi. Hình của má rất đẹp, rất là ăn ảnh đó. Con học Dĩ Hành ăn nói khéo miệng từ khi nào vậy? Không ngờ gia đình chúng ta chụp hình chung lại ấm áp như vậy, nhìn rất toàn vẹn hạnh phúc. Con vừa mới chào đời thì má qua đời vì sanh khó. Ba lại ham mê cờ bạc, cờ bạc đến nỗi không cần con nữa. Cũng may là còn có cậu chăm sóc con. Có một gia đình toàn vẹn hạnh phúc thật không dễ gì. Chỉ cần chúng ta đoàn kết thì được thôi. Con sẽ không để cho ai phá vỡ gia đình này đâu. Phải rồi, Tiểu Phú Quý làm sao dỗ được ba con chỉ chụp hình cả nhà, còn làm cho ba của con hồi tâm chuyển ý trở về nhà vậy? Đêm bắt ra tối khích ba một chút là được rồi. Dù sao đi nữa, lần này thực sự cảm ơn cô ấy. Vậy Tiểu Phú Quý chắc không giống như trước đây các con từng nghĩ, là muốn lừa gạt Dĩ Hành và vào gia đình chúng ta gây rối nữa chứ? Ở lâu hiểu lòng người, có nhiều chuyện phải từ từ mới biết được. Con cũng nên tin tưởng em trai của con có mắt nhìn người. Trước đây nó đã từng nói với má cho Đại Mãn Quán làm đại sứ tuyên truyền, má cũng thấy rất được. Sao con không suy nghĩ lại? Má cũng cảm thấy cô gái háu ăn đó có thể làm người đại diện cho Dạng Xương Thịnh sao? Má đã lên mạng xem đoạn phim mà nó thi đấu. Con bé rất dễ thương, rất thú vị, huống hồ còn biết làm mì nữa. Hồng Kông này không có được mấy nữ sư phụ đâu, cho nó làm người đại diện là hợp lý nhất đó. Má cũng muốn cho cô ta làm người đại diện. Con cũng biết đó, má không để ý tới công việc ở công ty của con, má chỉ là tiện thể nói vậy thôi. Nhưng nếu là ý kiến của má thì con sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lại. Anh ông, cô Hà Gia Mãn đến rồi. Lại đi. Đây là cô Lưu, cố vấn hình tượng của công ty quảng cáo. Chào cô. Chào. Cô thay bộ quần áo này đi. Có rất nhiều người từng xem đoạn clip của cô trên mạng, nói cô rất thích hợp làm người đại diện của Dạng Xương Thịnh. Ngay cả má tôi cũng nói tôi nên để cô thử. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho người thắng cuộc trong cuộc thi ẩm thực. Mọi người nghĩ vậy sao? Sau khi tôi trở lại chưa từng làm hoạt động tuyên truyền nào. Anh nói đùa phải không? Đi thay đồ đi.
Bác bữa về lời trước ông Kính đi. Nói gì đây? Tự giới thiệu bản thân. Tôi là Hà Gia Mãn. Tôi là một người thợ làm mì. Chính là một người chỉ biết làm mì thôi. Được rồi, đi vài bước xem thử. Xin lỗi nha, tôi không quen mang giày cao gót. Mọi người cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Không có chuyện gì là không thể làm được. Từ từ cố gắng chắc chắn sẽ được thôi. Tôi thấy tóc cô ấy cần chỉnh lại một chút. Kiểu tóc này thật là lỗi thời rồi đó. Cần được học tư thế đi. Cô ấy đi nghiêng ngả giống như con cua vậy đó. Tiện thể tìm cho cô ấy một giáo viên thể hình. Bây giờ không nhìn thấy eo cô ấy, trông giống như thùng nước. Cũng cần tham dự khóa dạy cách ăn nói. Lúc nãy cô ấy nói một hai câu đã giáp tới giáp lui rồi. Còn nữa nha, cô ấy phát âm đúng là khó nghe lắm đó. Nếu có sự chuẩn bị tốt, tôi đề nghị đến Nhật Bản để chỉnh hình. Kéo phần da mắt lên một chút, cái mũi làm cao lên một chút, da mặt kéo săn chút. Nè, con nói đủ chưa vậy? Cần thay đổi từ đầu tới chân sao? Tôi chính là tôi là Hà Gia Mãn. Tôi nói cho anh biết, anh muốn tìm người diễn xuất khỉ thì đừng có tìm tôi. Đồ tâm thần. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.